ăn bắp hủ muối khoáng theo phong dung 3 của Đức Kè có những gì nhé. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có một túi muối đã được chân thông rất sạch sẽ gọn gàng, một đai vải, có sẵn một đai vải để chúng ta cuốn luôn. Sau đây thì Đức Kè sẽ hướng dẫn 5 bước để chúng ta sử dụng túi muối các mẹ nhé. Bước 1, chúng ta sẽ quay muối, làm nóng muối lên bằng 2 cách. Một, với những mẹ nào có lo về sóng thì chúng ta sẽ cho trực tiếp vào trong đai vải như thế này ạ. Và chúng ta sẽ quay ở mức nhiệt độ trung bình trong vòng khoảng độ 1 đến 2 phút. Còn với những mẹ nào mà không có lò vi sóng thì chúng ta sẽ rang đổ trực tiếp lên chảo, bật nhỏ lửa và cũng rang trong vòng 1 đến 2 phút ạ. Bước 2, với những mẹ mà còn sản dịch nhá thì chúng ta sẽ đặt túi muối và nằm bụng trực tiếp ở trên túi muối này trong vòng 30 phút và một ngày chúng ta sẽ nằm 3 lần. Còn với những mẹ mà đã hết sản dịch rồi thì chúng ta sẽ dùng trực tiếp cái túi muối đã được quay nóng, ta buộc lên trên bụng như này. Bước 3, khi mà chúng ta cuốn muối thì nước ở trong muối nó sẽ chảy ra, nó ngấm vào cái thành cơ bụng để giúp cho chúng ta giảm eo và săn chắc cái vùng da nhão. Thì chúng ta sẽ cuốn một lớp màng bằng thực phẩm ở ngoài các mẹ nhé, để tránh những dây bẩn ra quần áo ạ. Các mẹ có thể cuốn 1 đến 2 vòng tùy theo cái bụng của mình nhé, để cho nó khít hết là được. Bước 4 ạ, để tăng cái hiệu quả giảm eo và định hình được cái phong bụng của mình thì chúng ta cuốn một lớp kem ra ngoài từ muối ạ. Bước 5, chúng ta sẽ tháo túi muối sau 6 đến 8 giờ và chúng ta sẽ dùng khăn ấm để lau sạch cái vùng bụng của chúng ta các mẹ nhé.